Ngay sau đây cho phép tôi xin được giới thiệu đến các bạn một người anh, một người cựu sinh viên ngày hôm nay đã quay trở lại trường và sẽ có những chia sẻ hết sức hữu ích với các bạn. Một tràng pháo tay dành cho anh Vũ Việt Dũng, là cựu sinh viên QE15, từng làm phó bí thư đoàn và chủ tịch hội sinh viên ở Thăng Long. Hiện tại anh Dũng là chuyên gia đối tác nhân sự ngân hàng VB Bank. Và chúng ta sẽ cùng với anh Dũng lên sân khấu để cùng trò chuyện. Vâng, cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Lời đầu tiên thì cho phép những người chương trình xin được cảm ơn anh Vũ Việt Dũng đã rất là nhiệt tình tham gia chương trình. Ngày hôm nay thì bây giờ mới có chưa đến 5 giờ. Và không biết là đã được ăn sáng hay chưa? Có lẽ là cũng chưa kịp ăn sáng để đến đây với cả chương trình để cùng nói chuyện với các em tân sinh viên. Xin được cảm ơn em rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì anh Dũng xin giới thiệu các bạn. Anh Dũng là K15. K15 thì không được may mắn như các bạn là được học ở một cơ sở vật chất đẹp như thế này. K15 thì học ở không trung. Thì anh Dũng nhìn đến ngày hôm nay về trường, cơ sở vật chất rất là khang trang. Có lẽ là mình sẽ có đôi điều cảm xúc. Xin mời chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh Tiến và xin gửi lời chào trân trọng và chúc các bạn K31 chúng ta khởi đầu thành công tại Đại học Thăng Long. Thực sự là hôm nay khi trở về trường để nói chuyện với tân sinh viên tôi rất hồi hộp. Phải nói thật là tôi dậy 4 giờ sáng. Thế nên là tôi đã ăn sáng rồi. Đúng không? Và tôi đến đây, anh Tiến hẹn tôi là 7 rưỡi nhưng mà 7 giờ kém 10 là tôi đã có mặt ở trường Đại học Thăng Long. Tôi đi rất sớm để tránh thứ nhất là tắc đường và thứ hai là tôi có cơ hội để chụp ảnh lại môi trường đẹp đẽ này, cũng như là có sự chuẩn bị tốt hơn khi mà chúng tôi phải gặp trước anh Tiến để hỏi xem là chúng ta hôm nay như thế nào và đối tượng là ai. Tôi được biết là chúng ta hôm nay là khoa ngân hàng, đúng không ạ? Các bạn khoa ngân hàng đâu chưa giơ cho tôi cánh tay được không ạ? Rồi ạ. Còn lại chúng ta là các bạn ngành du lịch. Thế có thể thấy là 2/5 các bạn ở đây là ngành ngân hàng, còn lại là du lịch. Và các bạn ngân hàng, tương lai các bạn có thể là đồng nghiệp của tôi. Vì tôi cũng chia sẻ, tôi cũng đã làm ngành ngân hàng được gần 12 năm rồi. Từ lúc tôi ra trường là tôi bắt đầu làm trong ngân hàng. Như anh Tiến cũng vừa nói là thời của bọn tôi là K15 thì không được học trường mới. Nhưng tôi cũng có cơ hội để đi sang trường mới để xem. Vào cái thời điểm mà tôi chuẩn bị ra trường là năm 2006. Tôi vẫn nhớ như lúc ấy tôi đi xe ở lúc ấy tôi đi xe bên phía đường Nguyễn Xiển. Tôi mới nhớ dạng lại là ngày xưa khi tôi vào trường để đến thăm trường ấy, thì tôi phải đi qua cái ngõ đằng sau cái chỗ định công, chứ không được đi cái đường Nguyễn Xiển mới to đẹp như bây giờ, là có cả đường trên cao lẫn như là đường ở dưới rộng 4 làn xe như bây giờ. Và lúc mới vào trường tôi vẫn nhớ là có đường rất là khó đi. Nếu mà không nhớ, không thuộc đường thì sẽ không vào được trường này đâu. Còn cơ sở của tôi học là ở Khương Trung. Khương Trung thì bây giờ nếu tôi nhớ nhầm thì nó lại trở về thành một cái trường cấp 3 ở trên cái đường mới thì đấy, đúng không ạ? Tôi không đi qua cái khu vực đấy nên tôi không nhớ rõ. Thì tuy nhiên thì nó có một cái mà rất là hay và tôi cũng nghĩ là ngày xưa khi mà tôi, ngày đầu tiên tôi được gọi là học các cái quy chế, cũng có buổi như này nhưng không có tân sinh viên mà chỉ được gặp các thầy cô thôi, là tôi được học ở hội trường A40. Anh Tiến chắc không biết hội trường A40 đâu, vì là nó là hội trường to nhất, cũng như bây giờ là hội trường tạo biểu thì to nhất thì nó chỉ có hơn 200 chỗ ngồi thôi, và khá là cũ kỹ, không có màn hình LED để mà chiếu ở đây, và chỉ là các cái bằng rôn rồi là các cái... Có phải là máy chiếu chưa có đâu? Máy chiếu không có đâu ạ, không có máy chiếu. Thời đấy tôi vẫn nhớ cô Nhung là phó hiệu trưởng. Cô Nhung như bây giờ thi thoảng vẫn về trường đúng không, thầy Quỳnh? Vâng. Thì tôi nhớ là cô không có máy chiếu nên cô phải vẽ một bức tranh để cô đưa ra gọi là minh họa cho những cái gì cô nói. Chứ không có video, không có màn hình chiếu như bây giờ của chúng ta. Thì tuy nhiên nó có rất nhiều cái kỷ niệm ở đó anh Tiến ạ. Tôi vẫn nhớ nếu mà bây giờ các bạn phải đeo thẻ sinh viên thì hồi đấy tôi nhớ tôi vẫn hình như bây giờ vẫn còn anh Đông là bảo vệ. Anh Đông vừa mới nghỉ. Vâng. Anh Đông là bảo vệ thì anh nhớ tất cả mặt sinh viên của toàn trường.
Chính xác. Nghĩa là không sinh viên nào là anh không nhớ, là người lạ vào là anh nhớ ngay, là anh biết ngay và anh đuổi ra, hoặc là anh hỏi ngay. Không bao giờ có chuyện là có người lạ mặt vào trong trường, nên là trường lúc nào cũng rất là an ninh ở cái vấn đề này. Thay vì bây giờ chúng ta là phải đeo thẻ, thứ nhất là trường đông hơn, nhiều sinh viên hơn và rộng hơn cho với trước đây. Vâng, cảm ơn anh. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Dũng. Thì các bạn có thể tưởng tượng ra như thế này, với 30 năm thành lập thì để ngày có ngày hôm nay chúng ta đang được ở trong một cái ngôi trường có thể nói là đẹp nhất miền Bắc, đúng không ạ? Với cơ sở vật chất khang trang như thế thì trường Thăng Long đã phải trải qua 30 năm là từ đi phải thuê nhà, thuê cơ sở vật chất. Và thực ra thì nếu mà nói cái câu chuyện của thời anh Dũng là ở Hưng Trung ấy thì đã vẫn là còn ngon đấy, còn ngon chán đấy ạ. Có nghĩa là cái trường nó vẫn còn ngon chán, chứ theo như tôi được biết các anh chị các thầy cô kể lại thì trường đầu tiên chúng ta còn học ở, các bạn ở đây có ai ở Khâm Thiên không ạ? Khâm Thiên có ai ở Khâm Thiên không ạ? Khâm Thiên biết ngõ Lệnh Cư đúng không ạ? Vâng, ngõ Lệnh Cư đầu vào chỉ chắc là chỉ có một làn xe đúng không ạ? Vâng, ngày xưa thì trường chúng ta sẽ phải thuê ở cái trường trung cấp nấu ăn. Các anh chị chia sẻ câu chuyện như này là học ở tầng 2 nhưng mà đến buổi trưa thì cái trường trung cấp nấu ăn người ta thực hiện việc giảng dạy người ta. Vì thế là nào là tất cả các thể loại mùi nấu ăn nó bốc hết lên. Rồi ca sáng đến ca chiều thì bàn ghế các thứ là có mỡ. Các việc nấu ăn nó gây ra. Đó, thì cái thời điểm đó thì tôi chỉ nói là các bạn sẽ hưởng tượng ra là cái thời điểm những thời điểm trước khi mà chúng ta về trường ấy thì cơ sở vật chất nó rất là nghèo nàn, chúng ta phải đi thuê. Đó. Rồi học sinh thì học trong cái môi trường không điều hòa, đúng không ạ? Bàn ghế nó cũng chưa được tốt lắm, hội trường thì bé xíu, đúng không? Trên bảng thì không có máy chiếu, đương nhiên là không chiếu. Tất cả những cái đó thì tôi nói chung là đều là những cái khó khăn trong việc học tập, đúng không ạ? Và các bạn đang thấy rằng là các bạn đã có những cái thuận lợi rất rất lớn so với thế hệ đàn anh và thế hệ của anh Dũng tôi đang chia sẻ ở đây, rất rất lớn đó. Thế thì được sống trong một môi trường như thế thì chúng ta cần phải hiểu rằng là nhà trường đã phải trải qua như nào, đã phải cố gắng như nào, từ giảng viên, sinh viên, lãnh đạo nhà trường, đúng không ạ? Cố gắng như nào để có một môi trường đẹp như thế này. Và chính tôi lại thấy chính trong cái môi trường mà anh Dũng nói là môi trường mà vật chất nó đơn sơ như thế thì cái sự gắn kết của sinh viên lại rất lớn. Anh Dũng có chắc chắn là có những người bạn của mình mấy chục năm nay ở trường vẫn chơi và vẫn chia sẻ những cái kỷ niệm của mình mỗi khi gặp nhau về trường. Thế thì anh Dũng có thể chia sẻ cái ngày đấy những cái hoạt động phong trào, những hoạt động ngoại khóa, hoạt động câu lạc bộ của trường như thế nào. Với tư cách là cựu bí thư, phó bí thư đoàn trường và là chủ tịch hội sinh viên của trường, xin mời anh Dũng chia sẻ. Vâng, cũng rất là may tôi cũng là người hoạt động phong trào từ những ngày đầu tiên tôi đi vào trường Đại học Thăng Long. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi đi thi đại học và tôi cũng được các anh chị là sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Các bạn, nếu mà các bạn bây giờ các bạn có thể thấy là sinh viên tình nguyện là cho các bạn trong cái việc là ngăn các phương tiện giao thông đi không đúng làn, rồi là giúp đỡ các bạn để mà vào được trường. Thì tôi với tư cách là một sinh viên, một học sinh đi thi, tôi rất cảm động trước những hình ảnh đó và tôi tự hứa với bản thân mình là khi mà tôi vào trường đại học, tôi sẽ tham gia sinh viên tình nguyện. Và điều đó đã giúp tôi và tôi đã làm cái việc đó ngay khi tôi bước chân vào trường Đại học Thăng Long, là tôi đã viết đơn để tham gia đội sinh viên tình nguyện. Đấy là một cái nôi đầu tiên mà nuôi dưỡng để mà tôi có thể học hỏi cũng như là phát triển những cái bản thân mình được tốt hơn. Và cái năm đầu tiên đấy thì các bạn cũng phải hình dung là cũng rất là vất vả. Hồi đó là để mà đi được tham gia cái chương trình mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, không phải ai cũng được đi vì đông quá, đội sinh viên đến gần 200 người mà chỉ khoảng 30-40 người được đi thôi, thì phải là những đội viên gọi là ưu tú, gọi là cũng phải có sự phấn đấu thì mới được đi.
Tôi rất may mắn là tôi được đi tham gia chương trình là tiếp sức mùa thi này, rồi chương trình mùa hè xanh. Chương trình mùa hè xanh năm đó thì tôi kể lại bây giờ chắc là tôi cũng hơi bị hâm, và toàn đội của chúng tôi cũng hơi bị hâm khi mà chúng tôi đạp xe đạp từ trường đèo Thăng Long và từ Khương Trung lên Sóc Sơn, là gần cuối Sóc Sơn là gần 60 cây số. Gần 60 cây số và chúng tôi đạp xe là từ 3 giờ sáng khởi hành từ trường. Hình như tôi vẫn nhớ là có một cái bức ảnh là chụp chung với thầy Phú thì phải. Thầy Phú hiệu trưởng, bây giờ vẫn là hiệu trưởng, là thầy đến để tiễn đoàn đưa đi. Nhưng từ các năm sau và năm đó các bạn cũng biết là để mà đi xe đạp rất là vất vả. 60 cây số mà tôi đi từ 3 giờ sáng thì đến gần trưa mới đến nơi, phải đạp qua cầu Thăng Long để lên được cái cầu đấy, để bây giờ đi xe máy là khó chứ không phải đi xe đạp, mà để vượt qua được cái cầu đấy quãng đường dài rất là vất vả. Chưa kể là trong quá trình đấy thì anh em cũng lại là ốm. Một kỷ niệm rất là vui, nếu mà bây giờ có các bạn đội sinh viên tình nguyện hay là các thứ các bạn kể lại rất hay, đó là năm đó bọn tôi đi Quốc Đất để làm một cái sân cho một cái nhà trẻ, đúng không ạ? Thì chúng tôi phải khai hoang, phải phá những cái cây, những cái cỏ của cái trường đấy. Thì chiều về là rất nhiều anh em ốm. Thì các bác chủ nhà, các bác mới bảo là chúng mày lại không động thổ, không cúng động thổ, nên là rất nhiều người ốm, đáng lẽ phải mua hoa quả cúng bái hoặc là thủ lợn, nói chuyện là gọi là phải mua thủ lợn hay con gà về cúng thì mới khỏi. Thế là hôm sau bọn tôi cũng lại phải trích quỹ ra để mua một ít hoa quả để cúng vào đó. Thì cũng gọi là chắc nó cũng là anh em cũng sức khỏe tốt, và cũng phần nào là cúng xong thì mọi người cũng khỏe lên, thì lại bắt đầu lại đi tiếp để xây cái sân và xây cái tường cho cái trường mẫu giáo đấy được thành công. Và không ai bị ốm đó. Và tôi còn nhớ là bạn bè của tôi đấy, nói với anh Tiến là bạn của tôi là từ những năm 2002, đúng không ạ? Và đến bây giờ tôi vẫn chơi, là trong cái thời gian đấy là họ lên 16 năm. Dạ, và họ lên tận nơi để họ đón tôi về, vì tôi ốm nhưng tôi nhất quyết tôi không về đấy, và tôi vẫn quyết tâm tôi ở lại để làm cùng cái mọi người ở trên cái khu Sóc Sơn này. Tôi vẫn nhớ như là xã Tân Dân của huyện Sóc Sơn, còn thôn thì tôi không nhớ rõ lắm. Đấy là những cái mà tôi nghĩ là 16 năm nay tình bạn của tôi hay là những cái kỷ niệm như vậy chúng tôi vẫn còn nhớ như in về những cái thời điểm nó quan trọng như vậy. Anh Dũng vừa chia sẻ với các bạn một câu chuyện 16 năm với tinh thần rất là hồ hởi và phấn khởi. Một tràng pháo tay của chúng ta được không ạ? Và tôi muốn nói về câu chuyện 16 năm trước ạ. Là cái quãng thời gian đó gần xấp xỉ bằng cái tuổi các bạn bây giờ, đúng không ạ? Và người ta vẫn kể lại được hoàn toàn các cái chi tiết của những cái giây phút 16 năm đó. Và người ta vẫn nhớ từng gương mặt của những người bạn, những thầy cô của mình. Đó là chia sẻ của cựu sinh viên Vũ Việt Dũng với các bạn. Vì thế các bạn có thể thấy rằng là cái việc mà các chúng ta tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, chúng ta tham gia các hoạt động câu lạc bộ, chúng ta tham gia các chương trình ở trường là một trong những cái công việc mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất là tốt cho cái việc gắn kết tình bạn của các bạn, đúng không ạ? Chúng ta có được những tình bạn thân thiết tại nơi đây từ những cái chương trình như đó, từ những hoạt động như thế. Đó là những cái chương trình sẽ làm cho các bạn rèn luyện được những kỹ năng và những trang bị để các bạn mai mai các bạn đi làm đó. Nhưng mà lại có một điều muốn hỏi anh Dũng là như thế này, là có lẽ là thắc mắc thầy các bạn là có một số bạn thắc mắc là cái việc mà tham gia các hoạt động như thế thì liệu nó có ảnh hưởng đến công việc học không? Theo anh? Tôi nghĩ là tôi ra trường được đúng hạn thì cũng không có gì ảnh hưởng đến học tập. Đấy là đối với cá nhân tôi tự đánh giá là như vậy. Và cũng nói thật với các bạn là tôi cũng phải có thi lại. Đời sinh viên là cũng có thi lại, đúng không? Nên các bạn, đây là một cái là nói đây để anh Tiến này không phải dọa các bạn là các bạn sợ phải thi lại. Vì chúng ta cứ yên tâm là, nhưng mà thi lại ít thôi, tôi nhớ tôi thi lại có một môn thôi. Đấy là môn là phải chia sẻ rất là thẳng thắn là như thế. Tôi nghĩ là sẽ không ảnh hưởng. Chưa được mình. Alo. Tôi nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng nếu các bạn biết sắp xếp thời gian. Bản thân tôi thì tham gia hoạt động đoàn hội rất là nhiều. Nếu mà nhìn các bạn thấy tôi là phó bí thư đoàn trường, chủ tịch hội sinh viên.
rồi là tôi lại còn là trưởng ban biên tập báo Sắc Màu Thăng Long của trường, rồi lại tôi lại còn tham gia thành đoàn Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tham gia rất là nhiều thứ, nhưng mà tôi vẫn cố gắng để mà ra trường đúng hạn rồi đi làm đúng hạn. Thì tôi nghĩ là các bạn sắp xếp thời gian thôi, chứ sẽ không có cái vấn đề gì mà chúng ta ảnh hưởng đến công việc học tập đâu. Bù lại, các công việc về đoàn hội nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái việc là các bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng về giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, rồi là kỹ năng làm việc nhóm. Đó là những cái kỹ năng mà tôi nghĩ là rất khó để các bạn có thể học được một cách tốt ở trong trường, ngoài việc là các bạn có thể tham gia thêm hoạt động đoàn hội, đúng không ạ? Tôi không phải là tôi là một cán bộ đoàn hội mà tôi đi cổ suý cho các cái công tác đoàn hội đâu, nhưng đúng là nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Cái này chia sẻ ngoài lề liên quan đến công tác chuyên môn của tôi một chút là công tác về nhân sự. Khi tôi phỏng vấn 10 người, nếu có một bạn làm công tác đoàn hội, chắc chắn bạn đấy sẽ có sự thể hiện tốt hơn 9 bạn còn lại. Đó là một cái tôi có thể khẳng định với các bạn là như vậy. Vì các bạn có một sự tương tác rất là tốt khi mà các bạn lại phải làm việc, tham gia các tổ chức, các chương trình cũng như các hoạt động trong trường hay các hoạt động xã hội. Và do đó là tôi cũng làm nhân đây với lời khuyên của cựu sinh viên, tôi cũng khuyên các bạn là các bạn nên tham gia vào các cái hoạt động đoàn, đội hội, các câu lạc bộ trong trường, và tham gia phải tích cực, chứ không phải tham gia là chúng ta chỉ tham gia ghi tên để cho có ở trong đấy hay lấy một cái áo để mặc là chúng ta là một thành viên trong câu lạc bộ đấy để cho vui, mà chúng ta phải đóng góp thực sự vào những cái hoạt động của câu lạc bộ đấy. Vì bây giờ thế hệ các bạn là thế hệ 2000 đúng không ạ? Bây giờ thế hệ thì gọi là thế hệ Z à? Hay là Y? Năm nay là năm 2000. Thế hệ Z đúng không ạ? Hay Y hay Z các bạn nhỉ? Y2K đúng không ạ? Đấy là cái mà các bạn còn sáng tạo cũng như là các bạn sôi nổi hơn thời kỳ bọn tôi rất nhiều. Khi mà tôi cũng bây giờ cũng có thể được coi là có tuổi đúng không ạ? Vì tôi anh Tiến vừa nói tôi buồn quá, tôi đang nghĩ tôi chỉ hơn các bạn 2-3 tuổi mà tôi hơn các bạn có tí tuổi thôi, mười mấy tuổi đúng không ạ? Cũng khá là buồn và cũng một nửa nữa. Xin cảm ơn anh Dũng ạ. Và tiện đây thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn là trường ta thì là có 23 câu lạc bộ, và khi mà các bạn giải lao thì các bạn có thể ra ngoài phía chỗ trước cửa của văn phòng đoàn thì có sẽ các câu lạc bộ đang trực ở đó để chờ các bạn tiếp nhận những cái đơn đăng ký của các bạn. Thì các bạn lưu ý về vấn đề này. Vâng. Lúc nãy thì anh Dũng có nói qua về vấn đề thi lại đúng không? Anh bị thi lại một môn. Tôi vẫn nhớ đấy là môn khoa học môi trường. Vẫn nhớ được môn đấy. Còn môn khác là môn toán của cô Châu. Cô Châu lần nào gặp tôi. Thế cô Châu vẫn dạy ở trường. Cô Châu vẫn dạy, về lần nào cô gặp tôi cô vẫn rất là nhớ. Cậu này ngày xưa hay bị gọi lên bảng. Vâng. Đến đây thì cũng muốn chia sẻ với các bạn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thương hiệu của Đại học Thăng Long thì đó chính là học thực thi thật. Có lẽ là các bạn đã tìm hiểu về trường rồi và các bạn biết rồi là chuyện học thực thi thật là chuyện có thật. Nhiều bạn vẫn không tin, nhiều bạn vẫn không tin lắm. Thế thì anh Dũng có thể chia sẻ về cái việc học thực thi thật thời điểm đấy được không? Tôi nói với các bạn là nếu các bạn có ý định quay bài ở trường Đại học Thăng Long thì các bạn hãy từ bỏ ý định đấy. Bản thân tôi cũng là một người gọi là gì ạ, quay bài khá là tốt ở trường cấp 3, nhưng vào Đại học Thăng Long thì không thể quay bài được. Thứ nhất là trông thi rất là chặt. Tôi nghĩ là một sinh viên mà chỉ cần ngõ ngoại tay thôi cái là các cô đã đứng cạnh rồi. Thứ hai là việc học và thi ở đây luôn luôn được đề cao. Gọi là gì ạ? Thăng Long vào dễ nhưng mà ra rất là khó. Tôi có một anh bạn là 10 năm mới ra được trường chỉ vì là thi mãi không qua được một số môn. Đúng không ạ? Nếu mà thi dễ thì đã qua được. Vì ở đây tôi nghĩ là Thăng Long chúng ta đề cao rất cao là việc học thật và thi thật. Nếu các bạn học được thì các bạn sẽ thi được, và nếu các bạn đã không học được thì sẽ không thi được đâu. Và đừng bao giờ có nghĩ đến việc quay bài, đúng không? Tôi không nhớ bây giờ cái việc gọi là XT còn không? Nó vẫn còn nguyên như thế. Dạ vâng ạ.
XT nghĩa là nghe thì xét thôi. Thế thôi, nhưng mà gọi là xét thôi. Nghĩa là những sinh viên thứ nhất là học trường nhiều quá. Thứ hai là quay bài hay có những chương trình án rồi, quay bài kỷ luật không đóng tiền học chẳng hạn, không đóng tiền học thì sẽ bị đưa vào một cái danh sách gọi là danh sách xét thôi. Và sẽ có một cô ngày xưa gọi là cô Thu XT, bây giờ là cô Trinh đúng không ạ? Ngày xưa có cô Thu XT, hình như bây giờ cô mất rồi. Thì nó là một cái là nếu các bạn đã vào danh sách đấy thì các bạn luôn luôn được quan tâm rất là nhiều, thường xuyên được gặp các thầy cô đấy để chăm sóc là hôm nay có đi học không. Nói chung là không vui. Vâng, nói chung là không vui. Nên tôi khuyên thêm một lời nữa là các bạn đừng bao giờ để vào danh sách XT. Đúng không ạ? Tôi may mắn là không bao giờ vào danh sách XT rồi. Đấy, nên nếu mà XT không dám ngồi đây nói chuyện với các bạn thì có hai cái. Thứ nhất, chúng ta đừng quay bài, đừng nghĩ đến chuyện quay bài luôn. Và thứ hai là đừng vào danh sách XT. Đúng không ạ? Vâng. Anh có thể đánh giá như thế nào bây giờ nói về câu chuyện học thật thi thật thì cái sự đồng hành cùng với sự phát triển của nhà trường đó là một trong những cái kim chỉ nam của nhà trường trong cái đưa ra cái quan điểm về giáo dục là học thật thi thật. Thì anh Dũng có thể đánh giá cái việc đó trong cái bối cảnh nền giáo dục xung quanh chúng ta, thì hoàn cảnh xung quanh thì nó có thực sự là khác biệt. Và anh thấy rằng là cái việc mà chúng ta mà duy trì một quan điểm như thế thì nó có khó khăn lắm không? Tôi nghĩ là việc duy trì quan điểm học thật thi thật không phải chỉ tốt cho nhà trường mà nó còn tốt cho các bạn sinh viên của chúng ta rất là nhiều. Đây là một cái cách để chúng ta rèn luyện gọi là đạo đức nghề nghiệp. Khi các bạn bước ra khỏi môi trường nhà trường, các bạn trở về các cái doanh nghiệp làm việc, đúng không? Các bạn làm những cái công việc ở các công ty, thì cái vấn đề đầu tiên của các bạn và rất quan trọng đó là vấn đề đạo đức của các bạn. Và nếu các bạn đã vượt qua được cái môi trường mà không có sự quay cóp, không có sự gọi là gian lận trong thi cử, thì khi các bạn làm việc nó sẽ tạo thành một cái thói quen của các bạn trong cái công việc của các bạn, là các bạn đặt kim chỉ nam đầu tiên đấy là cái việc đạo đức nghề nghiệp lên trên cao hơn tất cả. Và tôi nghĩ cái việc này khi mà nhà trường duy trì được cái việc này nó đã tạo thành một cái thương hiệu rất là lớn. Khi mà tôi có dịp mà tôi được làm việc với các cái thầy cô ở các trường đại học khác như ngoại thương, kinh tế quốc dân, thương mại, là học viện tài chính, học viện ngân hàng. Và khi tôi nói về các thầy cô hỏi tôi học trường nào, tôi bảo em là tốt nghiệp đại học Thăng Long. Mặc dù tôi có bằng thạc sĩ của trường khác nhưng gần như là không bao giờ tôi nói là tôi học thạc sĩ ở trường nào cả. Mà tôi vẫn đều nói là tôi tốt nghiệp đại học Thăng Long. Thì các thầy cô đều là trường đấy học thi ác lắm, gần như là không có quay góp đúng không? Và vâng, đúng. Bọn em không bao giờ có cái việc quay góp ở trong trường cả. Và đấy, duy trì được việc đấy rất là tốt. Đấy là những cái lời của các thầy cô là hiệu trưởng, hay trưởng khoa, phó hiệu trưởng khi mà chia sẻ, nói với tôi. Hay bản thân những cái người nhà của tôi phải chia sẻ là tôi có một người em vợ mượn gọi là được vào danh sách tốt nghiệp của trường Đại học Thăng Long. Là tháng 9 này mới nhận bằng, tuy nhiên em ấy đã đi làm từ tháng 7, đúng không ạ? Từ tháng 8. Từ đầu tháng 8 rồi thì cũng đã đi làm được rồi và được người ta nhận ngay. Tôi không biết là có phải do thương hiệu đào Thăng Long hay do bạn ấy giỏi, nhưng mà cái việc mà thương hiệu của nhà trường cũng như thương hiệu cá nhân cũng như năng lực của bản thân nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và đâu đó người ta khi nhắc đến đào Thăng Long thì người ta phải so sánh với những cái trường đào top cao như học viện ngân hàng, đại học thương mại hay tài chính, chứ sẽ không phải so sánh với những cái trường đại học dân lập khác nữa. Tôi muốn nhắc tên ở đây. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Có một câu hỏi mà chắc là có lẽ rất là nhiều bạn cũng rất là muốn hỏi. Các bạn vẫn còn phân vân đấy, là trường vẫn là trường dân lập. Thế thì cái bằng dân lập thì nó liệu ra trường có xin được biến hay không? Và nó có bị ảnh hưởng gì hay không? Thì anh có thể chia sẻ đôi điều về cái vấn đề này. Nói luôn từ cái thời điểm của anh ra thôi, chưa nói đến còn vấn đề bây giờ. Thời điểm của tôi ra lúc đấy tôi cũng chưa có bằng và tôi được FPT Telecom nhận vào làm ngay. Từ tháng 6 năm 2006 là tôi đã bắt đầu đi làm ở FPT Telecom, mặc dù tôi còn mấy môn chưa thi xong, đúng không? Và đến đầu 2007 tôi chuyển sang Techcombank làm. Thì nói như vậy để các bạn thấy là nếu mà bằng dân lập bị đánh giá thì chúng ta đã không xin được việc vào cái thời điểm đó.
Và tôi thấy cái việc tìm việc làm hay là ứng tuyển của tôi cực kỳ đơn giản và dễ dàng, và chưa bao giờ tôi bị người ta đánh giá là do bằng dân lập mà người ta không xét tuyển. Tôi không nói đến một số các cái cơ quan nhà nước hay các cái doanh nghiệp nhà nước người ta tự đặt ra cái tiêu chuẩn mà tôi cho rằng đấy là vô lý, đúng không? Người ta chỉ có 4 trường đại học tốt đầu là tài chính, ngân hàng, kinh tế quốc dân và ngoại thương mà người ta mới tuyển, thì đấy là cái tiêu chuẩn người ta tự đặt ra. Tôi nghĩ là rất là vô lý khi mà cái đấy, vì tôi nghĩ là nếu mà tôi so sánh với sinh viên của trường khác thì tôi ngoại thương tôi sẽ không có gì mà tôi phải e ngại về cái sinh viên trường ngoại thương hay kinh tế quốc dân cả, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với cái tấm bằng Đại học Thăng Long của ta. Và tôi nghĩ là chúng ta hãy đừng bao giờ nhắc đến cái từ gọi là Đại học Dân lập Thăng Long, chúng ta chỉ gọi là Đại học Thăng Long, vì thứ nhất là nó đã quá là uy tín rồi. Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm, nếu tôi nhớ đúng là 30 năm, vì chúng ta là 15 tháng 12 năm 1988 và năm nay sẽ là 15 tháng 12 năm 2018. Đây là một cái thời khắc rất là quan trọng. Chắc tôi sẽ xin chia sẻ một số liên quan đến gọi là kỷ niệm trường đấy, vì đây chúng ta đang hân hoan trong cái kỳ. Thưa các bạn, đây sẽ là một cái chương trình mà chúng tôi muốn là các bạn và khách mời của chúng tôi có được tương tác, và các bạn có thể đặt câu hỏi các bạn dành cho khách mời của chúng ta là anh Vũ Việt Dũng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì tôi sẽ nhường lại sân khấu cho anh Vũ Việt Dũng để anh sẽ có sự chia sẻ tương tác và chia sẻ tất cả những cái điều mà những kỹ năng mà các em cần có trước khi ra trường, và chia sẻ những dấu ấn trong cuộc công việc của mình. Vâng, xin mời anh. Xin mời các bạn, anh chúng ta hãy mạnh dạn đặt câu hỏi ạ. Vâng, các bạn cứ đặt câu hỏi đi ạ. Hãy cho tôi xem. Anh Dũng có dùng xuống bên dưới không? Hay chúng ta xuống bên dưới để gần hơn các bạn hơn, và chúng ta sẽ có sức tương tác hơn với các bạn. Xin chào tất cả mọi người, em chào anh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Bích Loan. Hôm nay em đến đây thì em rất xin lỗi là bởi vì em đến muộn. Đến muộn thì lỗi là do anh. Thế nên là em không biết là phần đầu anh và em đã chia sẻ được gì với các bạn. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh, đó là khi mà vào một trường đại học, bất kỳ một trường đại học nào ấy, thì mình bắt buộc phải có tính chủ động. Thì làm thế nào để mình tạo được tính chủ động và duy trì được nó? Bởi vì là em cũng đã từng tham gia một số câu lạc bộ nhưng mà nó không chủ động. Rồi, cảm ơn bạn. Em có thể giới thiệu là em tên là gì mà? Em tên là Loan ạ. Loan đúng không? Rồi, cảm ơn Loan rất là nhiều. Anh nghĩ là câu hỏi của em rất là đúng. Khi mà anh cũng còn bạn nói là các bạn hãy chủ động tham gia các câu lạc bộ, thế làm thế nào ta chủ động để đóng góp được? Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện là khi mà tôi mới bước chân vào trường đã tham gia được sinh viên tình nguyện. Đấy là một vấn đề, một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai, một câu lạc bộ thứ hai là lúc đó tôi có đọc được ở trên bảng thông báo của đoàn thanh niên hội sinh viên là tuyển thành viên của ban biên tập báo của trường. Báo của trường lúc đấy tôi vẫn nhớ là tôi đi gặp có một anh là anh Nguyễn Hà. Anh Hà đấy là khóa 14 hoặc khóa tin. Một anh là anh Phong. Anh Phong, anh bây giờ các bạn nếu lần tới các bạn sẽ gặp là thầy Đậu Hải Phong. Đúng không? Thầy Đậu Hải Phong hồi đấy là phó bí thư đoàn trường, có đến để kêu gọi một số các bạn là thành viên của ban biên tập báo của trường, thì tôi có tham gia. Mặc dù tôi cũng nghĩ là tôi không phải người giỏi văn, nhưng mà tôi cũng rất là mạnh dạn và tôi đến để tham gia. Thì câu chuyện đó là từ cái khóa cách đây của tôi 3 khóa là ra được một tờ báo của trường, và bây giờ anh Phong là phó bí thư đó muốn ra thêm một tờ báo mới, một tờ báo dành cho sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Lúc đó tôi nhớ chỉ có khoảng 7 người tham gia ở cái phòng bên cái nhà B, tôi không nhớ rõ là tầng 2, tầng 3B, 20, 21 gì đó. Thì yêu cầu là mỗi người sẽ phải viết 5 bài, đúng không ạ? Bao giờ thế là một tờ báo người ta muốn sống là phải có bài viết. Và nếu mà chưa có bài viết của các người bạn độc giả người ta đóng góp thì các thành viên nòng cốt sẽ phải là người viết bài, thì mỗi người sẽ phải có 5 bài. Tôi với tư cách cũng là một thành viên lúc đó, tôi nhận nhiệm vụ là viết chuyện cười, đúng không? Mặc dù mình không phải người hóm hình nhưng mình đã nhận viết chuyện cười. Thì tôi cũng về tôi sưu tầm
tôi cũng đọc ở trên các báo như tiểu Tuổi Trẻ Cười, Hoa Học Trò hay là Một Tín thời đó khá là nổi tiếng đó, để mà sưu tầm hay là viết ra được những cái bài báo nó hay. Và tôi cũng viết được đâu đó khoảng 8 bài chuyện cười để mà đăng lên báo. Tuy nhiên những thành viên khác lại không làm được cái việc đấy. Những thành viên khác thì họ hình như chỉ tham gia cho có và họ không viết bài nên báo lúc đó không thể xuất bản được vì thiếu bài viết. Quay lại câu chuyện của bạn về tính chủ động, đúng không? Thứ nhất, nếu chúng ta không phải là người lập kế hoạch mà chúng ta là người thực thi thì chúng ta hãy thứ nhất làm theo kế hoạch mà gọi là trưởng nhóm của chúng ta đã đưa ra. Đấy là một cách để chúng ta có thể tham gia một cách chủ động trước đã. Mặc dù khá là bị động, đúng không ạ? Chúng ta làm theo của người khác. Thứ hai, sau khi chúng ta đã tham gia được theo cái kế hoạch của người ta đưa ra thì chúng ta hãy đưa ra những cái ý kiến, những cái ý tưởng để đóng góp cho cái nhóm của mình, đúng không ạ? Ví dụ như em định tham gia câu bộ gì, em có kế hoạch chưa? Là câu lạc bộ Boss. Boss đúng không ạ? Boss như là câu lạc bộ của khoa kinh tế quản lý, đúng không ạ? Là chuyên tổ chức các cái chương trình về học Phật rồi là giao lưu với các anh chị, đúng không ạ? Câu lạc bộ đấy cũng là câu lạc bộ rất là hay, đúng không? Nếu mà tham gia các bạn có thể mời tôi, đúng không? Dù em về sau em có thể mời anh là một cái người để giao lưu nói về ngành ngân hàng hay là về tuyển dụng nhân sự hay về ngành nhân sự ở trong thị trường chúng ta. Hay có thể hơn là em có thể gợi ý là anh có thể hướng dẫn em tạo ra một cái forum hay một cái gì nó tốt hơn được không, đúng không, để mà giúp ích cho hiện nay. Nói về forum, tự nhiên tôi nhắc về forum, xin giới thiệu các bạn là ngày xưa khi mà chúng ta chưa có Facebook, đúng không? Chưa có như hiện nay thì tôi cũng là người trong cái nhóm đã thành lập ra cái forum của trường Đại học Thăng Long. Đây không biết có thầy cô nào có nhớ là chúng ta có dhthanglong.net, nếu bây giờ các bạn vào thì vẫn còn này, đúng không? Nghĩa là cái tên miền đấy vẫn còn. Đấy là một cái sân, chúng tôi là sân chơi của sinh viên học không? Ở trên đấy là các bạn có thể vào để viết những cái bài, chia sẻ những cái cảm xúc rất là hay. Và tôi nghĩ là khi mà nói về forum, tôi rất nhiều ý tưởng thì tôi là admin của cái forum đấy, đúng không? Là người điều hành cái forum đấy. Đấy là cái mà tôi cũng là người đưa ra ý tưởng, rồi là người thực thi cái ý tưởng đấy để giúp ích cho cái cộng đồng cũng như là cái trường của chúng ta. Đến nỗi mà bây giờ các bạn có biết là nickname của tôi là bây giờ những cái bạn cái thời sinh viên cùng thời với tôi, các bạn vẫn gọi tên tôi. Có lần những lần mà tôi đi gọi là trung tâm thương mại, tôi gặp những cái bạn đấy, các bạn nói Tanu, nghĩa tôi nickname của tôi là Tanu, đúng không ạ? Ở trên diễn đàn bây giờ các bạn vẫn gọi tôi là Tanu, các bạn không biết tên tôi, tên thật tôi là gì luôn. Đấy là cái mà tôi nghĩ là cũng đã tạo thành cái dấu ấn như thương hiệu riêng của mình. Cảm ơn Loan rất là nhiều. Mời các bạn khác. Các bạn cũng mời ra chia sẻ. Tôi nghĩ là sắp đến một kỳ gọi là kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Chắc chắn trường sẽ làm rất là to và sẽ còn to hơn các năm khác. Các năm khác các bạn có thể thấy là chúng ta có những cái phần thi biểu diễn trang phục rất là hoành tráng, đúng không ạ? Mời những ca sĩ rất là nổi tiếng về biểu diễn. Cách đây 10 năm, 11, 12 năm, những năm 2013, 2014, trường chúng ta chưa có địa điểm để tổ chức thì chúng ta phải tổ chức ở công viên nước Hồ Tây. Các bạn biết công viên nước Hồ Tây không ạ? Và cái thời điểm mà trường Đại học Thăng Long chúng ta tổ chức kỷ niệm là 15 tháng 12, 14, 15 là bắt đầu vào đông, rất là rét, và chúng ta cắm trại ở trên đấy để chơi, để giao lưu và để tổ chức kỷ niệm 15, 16, 17, 18 năm. Tôi là có dịp được tham gia từ năm thứ 15, 16, 17, 18, 19 là tôi nằm trong phần tổ chức. Thế tuy nhiên thì là mùa đông mà nên rất là rét, và nếu mà gọi là cắm trại nằm dưới sàn đất thì các bạn có thể tưởng tượng là nó lạnh như thế nào.
Thế nhưng chúng tôi hồi đó thì cũng không nghĩ ra được cách nào hơn thì phải đi mua xốp, phải đi mua bìa các tông về để giải ra làm cái chiếu để chúng ta nằm đỡ lạnh. Hồi đó cũng chưa có cái phương tiện cái như hiện nay là các cái tấm giải giải sàn bằng xốp, bằng mút để chúng ta nằm, nhưng mà chúng tôi phải nằm bằng xốp và bằng bìa các tông, nó cũng sẽ đỡ lạnh đi một phần. Chúng ta tổ chức ở đến đấy, tôi nhớ nhầm là đến năm 2016 là bắt đầu tổ chức, 2007 là bắt đầu tổ chức ở tại trường rồi, vì lúc đó chúng ta có cơ sở riêng, cơ sở vật chất ở đây, và tổ chức ngay ngoài sân trường của anh kia, ngay ngoài kia rất là đẹp, hình tráng. Một cái phần nữa mà tôi nghĩ là một sinh viên mới gia nhập vào trường là chúng ta cần lưu ý. Tôi không biết chắc chắn lắm đoán nữa, không biết anh chị có chia sẻ thêm không, nhưng mà các bạn nên cập nhật các thông tin tại các bảng tin cũng như là trang trang web hay là fanpage của nhà trường, ví dụ lịch nghỉ học, đúng không? Lịch phát vé xem phim miễn phí, lịch phát vé để xem ca nhạc. Đấy là những cái mà các bạn cần phải rất là quan tâm khi mà các bạn làm một sinh viên, đúng không? Đối với sinh viên ngành du lịch bây giờ đang là gọi là quản trị du lịch khách sạn, đúng không? Lữ hành, đúng không? Là những cái ngành mà hiện nay đang rất là hot, khi mà chúng ta có thể thấy ngành hàng không rất là nhiều, mở rất là nhiều các cái điểm đến đến các khu du lịch thì các bạn có thể tham gia, đúng không? Thứ hai nữa, để các bạn có thể dành thời gian học tập được tốt, đấy là cái việc đăng ký học của chúng ta, đúng không? Tôi chia sẻ cái kinh nghiệm đăng ký học là khi mà ngày xưa khi chúng tôi đăng ký học trên website của nhà trường thì ngày xưa cái cơ sở hạ tầng về băng thông cũng như là viễn thông không được tốt, thường xuyên bị treo, không biết bây giờ bị treo không, là chúng tôi toàn phải vào lúc nửa đêm để vào đăng ký học. Cứ đêm đến là các anh em là trên mạng Yahoo, vì xưa tôi chat bằng Yahoo Messenger, là tới tấp là hỏi nhau là học môn gì để chúng tôi cùng đăng ký học với nhau cho nó vui, đúng không? Và nhiều người tôi biết là đã ra trường từ 3 năm một kỳ là đã ra trường, hình như kỷ lục, hình như có bạn 3 năm là đã ra trường rồi. Một bạn cũng là học sinh, học trò của tôi về cái nghề tuyển dụng, các bạn ý hiện đang là Techcombank, bạn học 3 năm và có bằng xuất sắc. Tôi nhớ như năm ngoái, năm kia bạn lên bục trên đường Thăng Long, bạn thất nghiệp về cái thành tích của bạn ý, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta học tín chỉ rất là tốt, khi mà các bạn đăng ký bằng tín chỉ các bạn thể ra trường theo cái kế hoạch của mình đề ra, đúng không? Và một điều nữa là các tình bạn của chúng ta có thể nảy nở từ ngày hôm nay. Tôi không biết các bạn đã gặp nhau bao giờ chưa, nhưng mà lát nữa khi có giải lao thì những bạn ngồi cạnh có thể lấy số điện thoại, lấy địa chỉ Facebook của nhau để giao lưu, đúng không? Vì tôi như các bạn thôi, tình bạn của bọn tôi khi vào trường Thăng Long năm 2002 và đến bây giờ vẫn còn nguyên. Có những bạn đã đi nước ngoài, có những bạn đã lấy chồng xa, nhưng mà chúng tôi vẫn khi có dịp vẫn gặp nhau, đúng không? Và những người ở cùng khu vực ở đây chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, và ít nhất là hàng tháng tôi đều gặp nhau. Và cựu sinh viên Thăng Long cũng rất hay gặp nhau, đấy là một điều mà tôi nghĩ rất đặc biệt. Như anh Tiến lúc nãy có chia sẻ là các anh chị cựu sinh viên từ những năm 96, 94 vẫn gặp nhau và vẫn chỉ nói về trường Đại học Thăng Long, và bọn tôi bây giờ vẫn thường xuyên gặp nhau. Và sắp tới khi trường chúng ta thành lập gọi là hội cựu sinh viên Đại học Thăng Long thì sẽ là cái cơ hội để chúng tôi có thể giúp ích nhiều hơn cho bạn sinh viên, cũng như là quảng bá cái hình ảnh của nhà trường, đúng không? Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra nhiều cái gọi là cơ hội việc làm cho các bạn, cơ hội cho các bạn để học tập như là phát triển nhiều hơn. Thì chắc là tôi cũng xin dừng tại ở đây. Xin một lần nữa chúc các bạn chúng ta có một 4 năm học tốt tại trường Đại học Thăng Long. Cảm ơn xin mời anh Tâm cùng quay trở lại sân khấu. Các bạn thân mến, có lẽ là vậy là trước mắt các bạn giờ đây sẽ là những ngày tháng dài
và cực khổ cho cuộc đời đọc sách của mình. Và mặc dù mới chỉ nhìn thấy, mặc dù mới chỉ cảm nhận một chút ấn tượng thân thiện ban đầu của trường Đại học Thăng Long, nhưng các bạn hãy tin rằng Đại học Thăng Long đã và sẽ luôn xứng đáng để các bạn đặt niềm tin của mình. Và chúng tôi hứa, chúng tôi sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Và xin mời.